Đau lắm à? Anh thử bị đập đầu xuống đất đi, xem có đau hay không. Hỏi hỏi hỏi. À, mà anh định thủ tiêu tôi để cuộm hết cái số tiền nợ đi đúng không? Tèo ăn gì tôi làm. Ăn gì tôi làm à? Bây giờ lại còn định đầu độc cả mình nữa. Ghê thật sự đấy, trời ơi cái con người này. Sao đẹp trai mà cái mỏ hỗn thế? Cái gì? Ai vừa nói cái gì mà đẹp trai ấy nhở? Dạo này ai đau. Tôi mà ở với cậu thêm mấy hôm nữa chắc tôi tăng xông tôi chết quá. Cái lý do anh chết ấy không phải là do tôi đâu. Mà anh biết là gì không? Do anh ở bẩn ấy. Mỗi cái điều này nói mãi thế. Ngày nào mà tôi còn ở đây ấy, thì ngày đấy tôi sẽ nói cho anh nghe về cái câu chuyện này suốt cả ngày. Mà tôi không phải nấu cơm đâu. Đưa quả trứng đây. Tôi cũng chả định nấu. Sao nóng thế? Mới luộc thì chả nóng. Ăn đi, không hạ độc vào đâu.